Xin chào các bạn đến với blog số 14 của mình. Thì ở blog số 12 tôi đã giới thiệu với các bạn app về học âm và hướng dẫn cho các bạn cái cách đọc sơ đồ học âm. Và ở blog ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đọc tháp, cách đọc sơ đồ của âm giai. Và nếu như bạn nào muốn đọc nốt nhạc trên khuôn nhạc dành cho đàn guitar thì ở gần cuối video này, góc bên tay phải tôi sẽ để đường link, các bạn vào đó thì các bạn sẽ thấy hướng dẫn cách đọc nốt nhạc trên khuôn nhạc dành cho đàn guitar. Thì nếu như các bạn chơi đàn guitar mà các bạn biết đọc được bốn thứ này thì coi như là đầy đủ cho các bạn. Và một trong những yếu tố tạo nên âm nhạc đó là cao độ. Và việc phân biệt được cao độ rất là quan trọng khi các bạn học nhạc. Cho dù các bạn không biết nốt nhạc đó là nốt nhạc gì, nhưng các bạn phải phân biệt được khi người ta đàn thì các bạn phải biết là đang lên cao hay là đang xuống thấp. Còn nếu như người ta đàn mà các bạn không biết là nốt nhạc đó nó lên cao hay là nó xuống thấp thì các bạn rất là khó cho các bạn khi chúng ta học nhạc. Thì cho dù các bạn học nhạc cụ nào đi nữa thì chúng ta cũng có cái chung là người ta sẽ viết nhạc trên khuôn nhạc gồm có 5 dòng, 4 khe và những dòng phụ. Mặc dù chúng ta sẽ có một số khóa nhạc khác nhau. Và khi viết nhạc trên 5 dòng 4 khe như thế này, khuôn nhạc như thế này thì người ta đang diễn tả cái cao độ. Các bạn thấy là một bài nhạc của chúng ta nó sẽ giống như là cái đồ thị hình sin, nó sẽ đi lên, đi xuống như thế này. Thì khi các bạn học nhạc cụ thì các bạn phải biết được cái chiều hướng cao thấp của cái nhạc cụ mà chúng ta đang sử dụng. Tôi lấy ví dụ như là đàn piano thì là từ trái sang phải, đó là những nốt nhạc từ thấp cho đến cao. Thì khi các bạn nhìn vào một bài nhạc, ví dụ người ta ghi những nốt nhạc như thế này là người ta đang đi lên cao, thì các bạn phải đàn qua về bên phải. Cho dù các bạn đàn sai nhưng vẫn chấp nhận được. Còn nếu như các bạn thấy những nốt nhạc như thế này mà các bạn cứ đàn qua bên trái, các bạn đi về thấp thì coi như các bạn mất phương hướng rồi. Chúng ta phải đi theo lên cao thì đàn piano chúng ta phải đàn lên trên qua bên phải, và khi xuống thấp thì các bạn phải đàn qua bên trái. Đó. Và tương tự cho đàn guitar cũng vậy. Các bạn phải biết là từ nốt trầm cho tới nốt cao như thế nào. Thì khi người ta biết những nốt nhạc lên cao thì các bạn phải chạy xuống cao. Và khi thấy nó đi xuống thấp thì các bạn phải chạy về thấp. Chứ nếu các bạn chạy ngược lại là coi như các bạn đã bị mất phương hướng. Người ta đang ghi lên cao mà các bạn vẫn chạy về những cái nốt trầm thì các bạn không được nha. Thì đó là về cao độ. Nhưng không phải ai chúng ta cũng đọc được những cái nốt nhạc này. Và khi các bạn biết nốt nhạc này rồi thì chúng ta cũng không biết nó nằm ở đâu trên cái nhạc cụ mà chúng ta đang sử dụng. Và cái dòng tháp thì nó sẽ giải quyết được cái chuyện này. Khi các bạn nhìn vào dòng tháp thì các bạn sẽ không thấy được những cao độ lên xuống, nhưng các bạn sẽ biết được chính xác là cái nốt nhạc đó nằm ở đâu trên cái nhạc cụ mà chúng ta đang sử dụng. Và tại sao tôi nói là nằm ở đâu trên nhạc cụ chúng ta sử dụng mà tôi không nói là đàn guitar? Là tại vì dòng tháp thì không phải chỉ dành riêng cho guitar mà còn viết được cho những nhạc cụ khác. Mà đặc biệt là nếu như những nhạc cụ nào mà có dây hoặc là có những cái ngăn chia ra thì chúng ta rất là dễ dàng viết tháp. Và may mắn cho chúng ta là nếu mà chúng ta chơi đàn guitar thì chúng ta hội tụ cả hai yếu tố, đó là chúng ta có dây và đàn guitar được chia ra thành những ngăn, cho nên chúng ta viết tháp rất là dễ dàng. Qua đó thì các bạn thấy là đàn bass thì chúng ta cũng có dây, có ngăn thì chúng ta cũng có thể viết tháp cho đàn bass rất là dễ dàng. Đàn ukulele, đàn cũng có dây, có ngăn. Đàn violin các bạn thấy là có dây nhưng mà không có chia ra những cái ngăn, nhưng người ta tưởng tượng ra là nó có những cái ngăn thì người ta viết tháp cho nó cũng được. Còn các bạn có biết là kèn harmonica người ta thổi như thế này thì nó không có dây nhưng mà nó được chia ra thành những cái ngăn thì người ta cũng có thể viết tháp cho harmonica được. Tôi lấy ví dụ như bây giờ tôi thổi một bài harmonica mà các bạn thấy hay, các bạn muốn thổi cái bài đó thì tôi cũng có thể ghi cái tháp ra cho các bạn để các bạn tập thổi, cho dù các bạn không biết nốt nhạc nào hết. Tôi lấy ví dụ tôi thổi vô ngăn số 2, thổi vô cái lỗ số 2 thì tôi sẽ ghi số 2, thổi vô. Nếu tôi hít ra cái chỗ số 2 thì tôi sẽ ghi trừ 2. Xem kế tiếp tôi sẽ thổi vào cái lỗ số 5 thì tôi sẽ ghi tiếp số 5. Tôi sẽ ghi cứ như vậy là các bạn sẽ tập được, không cần biết nốt nhạc gì hết. Ở đây tôi sẽ nói ngoài lề một tí xíu chỗ này. Là lúc nãy tôi có nói là đàn violin thì tiếng Anh người ta đọc đó là violin. Và có một loại đàn khác giống như vậy mà nó to hơn, người ta viết như thế này nhưng người ta đọc là viola.
tiếng Anh đọc là viola, thì cái này các bạn thấy giống nhau nè, nhưng người ta đọc khác nhau, violin nhưng mà là viola. Còn tiếng Việt mình á, người ta lại đọc cái violin này, người ta đọc là violon. Thì các bạn thấy là chỗ này không có cái bằng ông gì hết, nhưng mà tiếng Việt mình vẫn đọc là đàn violon. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại dòng tháp của đàn guitar. Và đây là từ gốc của Latin, thì giống như là một sơ đồ. Và dòng tháp của đàn guitar thì đôi khi cái tháp này nó sẽ đi chung với một cái khuôn nhạc ở phía trên và dòng tháp ở phía dưới. Và đôi khi chúng ta cũng chỉ thấy một cái dòng tháp này mà thôi. Và khi các bạn thấy cái dòng tháp này sẽ có 6 đường kẻ, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó là đại diện cho 6 sợi dây đàn guitar. Thì đây là cái đàn guitar của chúng ta sẽ có 6 dây. Và thứ tự các dây sẽ đếm từ phía dưới lên trên. Phía dưới này là dây số 1 và phía trên này là dây số 6. Và cái tháp này các bạn cứ tưởng như là cái đàn guitar của chúng ta quay lại như thế này. Và khi các bạn lật ngược cái đàn như thế này thì dây số 1 sẽ nằm ở phía trên và dây số 6 sẽ nằm ở phía dưới này. Còn nếu như tôi vẽ thêm cái đầu đàn ở đây thì các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Đây là cái đầu đàn guitar. Các bạn lật ngược cái đàn lại thì dây số 1 ở trên này và phía dưới này sẽ là dây số 6. Và số 0 có nghĩa là các bạn không bấm. Ngay chỗ này các bạn đàn dây số 1 và các bạn không bấm. Ở đây là dây số 2, các bạn bấm vào ngăn thứ 3. Và đây là dây số 4, các bạn bấm vào ngăn số 5. Và đây là dây số 5 và các bạn không bấm. Và ở một số tháp thì các bạn thấy là sẽ có những cái số ở phía dưới. Thì đó là số của bên tay trái. Thì tay trái, thứ tự của bàn tay trái là ngón số 1, 2, 3 và 4. Thì ví dụ như người ta ghi số 0 có nghĩa là các bạn không bấm. Còn nếu như người ta ghi số 1 có nghĩa là ngón số 1 bấm vào ngăn này. Ví dụ người ta ghi ngón số 3 thì đây là ngón số 3, các bạn bấm vào ngăn này. Người ta ghi số 0 thì các bạn không bấm gì hết. Và cũng có một số tháp đôi khi người ta ghi nhịp ở trên này. Ví dụ. Và đương nhiên là ở một số dòng tháp thì người ta không có những con số này. Và cũng không có những cái ghi nhịp ở đây. Người ta chỉ có cái dòng tháp và những con số mà thôi. Thì đó là tất cả về dòng tháp của đàn guitar. Và kế tiếp chúng ta sẽ nói về cái sơ đồ của âm giai. Thì khi các bạn học đàn guitar mà các bạn học tới âm giai thì các bạn phải biết cách đọc cái sơ đồ của âm giai. Thì cái sơ đồ của âm giai này nó cũng giống như là cái dòng tháp. Đó là cây đàn của các bạn lật ngược lại. Đây là dây số 1 và đây là dây số 6 ở phía trên này. Còn chia ra như thế này, đó là những cái ngăn đàn. Tôi lấy ví dụ như bây giờ người ta muốn chúng ta đàn la thứ ngũ cung, tức là A minor pentatonic, thì người ta sẽ ghi như thế nào. Cho dù các bạn không biết nốt nhạc nào hết, nhưng các bạn nhìn vào các bạn vẫn biết đàn. Thì nó sẽ bắt đầu đây là ngăn số 5, thì người ta sẽ ghi ở dưới này là ngăn số 5. Là ghi số 5 và viết tắt của chữ F với chữ R. Thì đây là viết tắt của chữ này, đó là một cái ngăn đàn. Thì bắt đầu là ở đây, các bạn đàn dây số 6 chỗ này từ ngăn số 5, xong các bạn đàn dây số 6 ở đây, xong cái dây số 5 các bạn đàn ở đây, chỗ này, dây số 4 cũng đàn ở chỗ này, này. Dây số 3 cũng đàn ở đây, này. Xong đây là dây số 2, dây số 1. Và đôi khi người ta khoanh tròn lại, đó là nốt gốc, người ta đóng khung lại, đó là nốt gốc. Hoặc là đôi khi người ta cũng tô một cái màu khác để cho các bạn nhận biết đó là nốt gốc, để chúng ta có thể di chuyển. Và đôi khi các bạn cũng sẽ thấy sơ đồ của âm giai người ta ghi theo cách này, thì cách này các bạn ít gặp hơn là cách vừa rồi. Thì ghi như thế này thì đó là cây đàn của chúng ta được treo lên. Các bạn tưởng tượng cây đàn chúng ta treo lên như thế này. Thì khi treo lên như vậy thì dây số 1 là ở phía này và dây số 6 là ở phía bên này. Đây là ngăn số 5. Và người ta cũng có thể chấm giống như lúc nãy tôi vừa chấm, hoặc là người ta ghi số của ngón tay, số của bên tay trái. Và đây là sơ đồ của âm giai la thứ ngũ cung. Và đây là âm giai la thứ ngũ cung A minor pentatonic, được ghi bằng cả hai cách tháp và sơ đồ của âm giai. Bắt đầu là dây số 6 ngăn số 5.
Và bạn nào muốn tập đọc tốt nhạc trên khuôn nhạc dành cho đàn guitar thì các bạn hãy theo đường link phía bên tay phải này. Nếu như các bạn thích video này thì các bạn hãy chia sẻ và subscribe channel của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở vlog tiếp theo.